Rồi chúng ta bắt đầu học nhé các em. Đây thầy share cái bài giảng. Rồi. Các em nhìn vào slide bài giảng nha, các em nghe giảng bài. Hôm nay chúng ta qua các yếu tố cần thiết nha. Liên quan với cái ví dụ hôm qua chuyện kể hôm trước á, thì nhắc lại là anh Trần Văn đó được nhận vào làm khách sạn Niveau Sài Gòn và được đào tạo mỗi một bộ phận, như vậy là một tuần lễ, từ bộ phận tổng đài cho đến bộ phận thu ngân của bộ phận tiền sảnh là 6 bộ phận, nhớ chưa? Và mỗi bộ phận một tuần lễ thì anh trai bắt đầu đi làm, và khi đi làm như vậy thì anh trai vẫn không có thể hiện công việc tốt, rồi làm cho khách cuối cùng dẫn đi tham quan và khách cũng không đặt phòng vì anh ta thiếu những cái yếu tố cần thiết này. Thứ nhất là chú tâm. Khi anh ta được đào tạo mỗi bộ phận một tuần thì cái sự chú tâm anh ta không có cao độ. Do vì cái bài mini test của anh ta là chỉ có 5 điểm hoặc 6 điểm tối đa thôi, em thấy không? Vì không chú tâm do đó mình không nắm bắt được hết tất cả, không nắm bắt được hết tất cả những gì mà mình cần biết trong công việc của từng bộ phận. Do đó sự chú tâm quan trọng lắm. Giống như quay lại cuộc sống của tụi em chưa đi làm đi, tụi em đi học, tụi em vô lớp hay là tụi em học online nghe giảng bài mà tụi em không chú tâm á. Alo. Em chờ thầy một tí nha. Em chờ thầy một tí nha. Alo, các em có nghe tiếng thầy nói không? Dạ có thầy, nghe thầy ơi. Alo. Dạ nghe thầy ơi. Alo, các em có nghe thầy nói không vậy? Dạ có. Dạ nghe thầy alo, ơi. Alo. Dạ nghe thầy ơi. Sao thầy không nghe các em nói chuyện vậy ta? Nghe rồi thầy ơi. Alo, sao nghe? Nghe rồi thầy. Nghe nói đi. Recording in progress.
Rồi các em thân mến, tiếp tục nha. Em có nghe thầy nói rõ không vậy? Nghe thầy ơi. Thầy. Dạ rõ lắm thầy ơi. Thầy có wifi bữa nay sao? Rồi, tiếp tục là sự chú tâm cao độ, giống như các em đời sống bình thường của em đi học vậy đó. Để em học một cái môn nào đó, đang học ở lớp hay học online mà tụi em không tập trung, có sự chú tâm cao độ như vậy thì em sẽ bị hỏng về với bài giảng, tức là em bị thiếu sót về thông tin bài giảng. Thì khi đi làm cũng vậy, khi em được tập huấn như vậy thì em phải tập trung cao độ ha. Thì anh Trần Văn câu chuyện hôm trước thầy kể là không có sự tập trung cao độ ha. Có thể tập trung 70% cũng gọi là em bị thiếu 30% về kiến thức rồi ha. Thì là em phải tập trung cao độ. Rồi phải có sự kiên nhẫn à, chúng ta qua nhiều bộ phận chúng ta phải kiên nhẫn. Tại vì mỗi bộ phận có tính chất công việc khác nhau mà mình không kiên nhẫn, yếu tố kiên nhẫn nó đi liền với yếu tố chú tâm. Vì không kiên nhẫn mới không chú tâm được nha. Chứ sự kiên nhẫn rất là quan trọng. Đấy. Giống như cuộc sống đời thường của tụi em, tụi em học đi, tụi em học trường này là 2 năm rưỡi là tốt nghiệp. Nhưng mà nhiều khi tụi em bị kéo dài ra với một yếu tố khách quan nào đó, rồi em kiên nhẫn tụi em bỏ cuộc. Tụi em bỏ cuộc như vậy thì tới chừng qua 2 năm rưỡi thì một số bạn bè của mình ta đã có bằng tốt nghiệp rồi và người ta đi làm, trong khi đó mình không có bằng tốt nghiệp. Sự kiên nhẫn rất là quan trọng nha. Rồi, giao tiếp, các yếu tố về kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp là chúng ta sẽ có giao tiếp bằng lời nói và bằng chữ viết, tức là bằng email. Trong công việc của em phải dùng email hoặc là bằng viết và bằng nói trực tiếp, tại quầy tiếp tân hoặc là qua điện thoại. Thì cái kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng. Chúng ta đừng bao giờ có một thông tin sai lệch ha. Vì cái kỹ năng giao tiếp chúng ta phải chọn đúng từ để diễn đạt ha. Và nói ngắn gọn xúc tích, không nói dài dòng ha. Vì chúng ta nói mà không ngắn gọn xúc tích thì làm người nghe sẽ không hiểu được và người ta sẽ hiểu sai ý của mình nha. Rồi về kiến thức sản phẩm, các em lưu ý kiến thức sản phẩm rất quan trọng. Đó là một cái sản phẩm, một cái thông tin mà nó hỗ trợ cho em cung cấp thông tin cho khách hàng. Câu chuyện anh Trần Văn tuần trước đấy ha. Ví dụ như phòng họp. À, cái phòng ngủ khách hỏi bao nhiêu mét vuông thì không nhớ, rồi qua hồ bơi chiều ngang chiều dài chiều sâu bao nhiêu nhé, rồi cái máy tập thể dục trong phòng thể dục là của hãng nào không nắm hết. À, các em nhớ câu chuyện đó là kiến thức sản phẩm của anh ta học rất là sơ sài nhé, và không nắm hết cho nên anh ta không trả lời được nha. Rồi sự chủ động ha. Sự chủ động là gì? Là chúng ta phải chủ động ha. Tiếp cận với khách hàng, hỏi khách hàng nha. Chúng ta phải có sự hòa nhã vui vẻ, chứ chúng ta không thể nào mà đợi khách hỏi chúng ta mới trả lời. Đó, sự chủ động. Giống như câu chuyện của tuần trước, anh Trần Văn, là anh ta chúng ta là khách sạn mà nhà của chúng ta, do đó chúng ta nắm được vị trí nào ở đâu. Thì nguyên tắc khi phòng ngủ xong thì anh phải chủ động mới nói là ngoài ra xem phòng ngủ thì em sẽ hướng dẫn anh chị đi xem hồ bơi và tập thể dục. Nếu như hồ bơi phần tầm thể dục là nó gần ở chỗ đó thì chúng ta xem liền. Còn đằng này câu chuyện vừa rồi là không nhớ. Rồi xong rồi khách hỏi là muốn xem nhà hàng. Thì bắt đầu giờ khách đi xuống nhà hàng xong rồi khách muốn xem hồ bơi. Khách đâu có biết là hồ bơi nó với nhà hàng nó như thế nào, cái khoảng cách, nó, cái phòng ngủ nó bao nhiêu, người ta đâu có biết. Thì người ta chỉ nhớ dịch vụ nào người ta chưa xem người ta hỏi thôi. Mà mình phải có sự chủ động là phải hiểu, à mình phải chủ động dẫn người ta đi xem. Còn câu chuyện vừa rồi đó, ở lúc nãy anh chị không nói luôn, lúc đó hồ bơi là nó gần cái phòng lúc nãy thôi, không sao, bây giờ em dẫn anh chị đi lên à, em nhớ không, thì lặp lại cái lời thoại hôm trước. Như vậy là không đúng, cái cách trả lời cũng không đúng, chứ không có sự chủ động trong giới thiệu sản phẩm nha. Rồi chúng ta phải có cái khả năng đọc vị khách hàng ha. Để làm sao mình đọc vị được khách hàng, đọc vị tức là mình hiểu được khách hàng muốn gì và cần gì. Thì thứ nhất em phải nắm được cái customer need and want của cái bài trước học. Đối với sản phẩm phòng ngủ, phòng họp, dịch vụ cưới hay là nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống, thì người ta cần cái sản phẩm đó phải như thế nào, phòng ngủ phải như thế nào. Đó, em phải đọc được. Rồi, khi mà gặp gỡ khách thì mình phải đặt nhiều câu hỏi để mình có thể hiểu được khách hàng người ta đang cần gì. Câu chuyện là tuần trước là khách nói là chào em, anh chị muốn xem phòng vì sắp tới anh chị có một nhóm khách định thuê phòng, nếu mà phòng đẹp giá cả tốt thì anh chị thuê. Thì anh Trần Văn này nói dạ được, xin mời anh chị theo em liền. Đó là sai, không có ứng dụng được khả năng đọc vị khách hàng. Mình phải đặt nhiều câu hỏi, ví dụ như
Trần Văn phải hỏi là anh chị định thuê phòng cho thời gian nào, tức là ngày đến ngày đi đó. Yếu tố thứ hai, yếu tố thứ hai là cho bao nhiêu người đó. Yếu tố thứ ba và loại phòng đơn đôi hay ba người. Em phải đặt một câu hỏi có ba thông tin, em phải lấy thông tin từ khách hàng thì em mới đọc vị được khách hàng. Chứ còn mình không có hỏi, đặt nhiều câu hỏi thông tin từ phía khách hàng thì mình làm sao mình có thể đọc vị được khách hàng? Mình đâu có hiểu được họ cần sản phẩm gì ha. À, và từ cái ba thông tin đó người ta cung cấp cho mình rồi, người tiếp theo phải kiểm tra trên máy ở cái ngày đến ngày đi đó theo nhu cầu của khách thì mình cần loại phòng nào ha. Chứ mình không thể nào mà dẫn người ta xem đi hết các phòng, cuối cùng người ta chọn cái phòng mà người ta thích thì kiểm tra trên máy thì cái ngày đó phòng này hết thì đâu được, nên nó là sai. À, chúng ta cuối cùng chúng ta không bán được sản phẩm, nên ra cái yếu tố chúng ta phải hỏi nhiều câu hỏi, đặt nhiều câu hỏi nha. Rồi yếu tố cần thiết kế tiếp là phải có kỹ năng thuyết phục được khách hàng. Tại vì không phải là mình chào bán một sản phẩm thì người ta mua liền. À, mình phải có sự thuyết phục. À, thuyết phục là gì? Tức là mình phải đưa những cái bằng chứng, những cái điểm mạnh về sản phẩm của mình, những cái bằng chứng hẳn hoi. Mình đưa cho người ta thấy và mình thuyết phục. Ví dụ khi khách nói là ở đây khách sạn cũng được nhưng mà giá còn cao, có thể bớt không? Mà trong khi mình bớt không được, người ta so sánh giá phòng của mình với khách sạn khác thì mình phải lấy những cái điểm mạnh tại sao mình không bớt được để người ta so sánh ha. Người ta so sánh mặc dù nó mắc hơn chút nhưng ở đây nó có những cái điểm lợi này, vị trí khách sạn này nó ngay trung tâm nè, rồi nó sẽ được cái quyền lợi là nhiều quyền lợi hơn khi thuê phòng đó. Thì mình đưa ra mình mới thuyết phục được người ta. Rồi chuyên nghiệp. Em chờ thầy một tí nhé. Rồi, các em có nghe thầy rõ không vậy? Alo, alo. Dạ rõ thầy ơi. Rồi, rồi thầy nghe. Thấy cái đường truyền nó không ổn định. Rồi. Cái kỹ năng nói của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta phải nói vào trọng tâm, không nói dài dòng. Em thấy có một số người kể câu chuyện kể đã, cuối cùng mình không hiểu gì hết. À, là một. Hoặc là người ta nói không có đầu có đuôi đó. À, rồi tự nhiên mình nghe mình rất là chán. Mình không muốn nghe. Đấy. Do đó cái kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng. Khi em giới thiệu một sản phẩm, cái sản phẩm khách sạn mình, người ta muốn mua phòng ngủ hay là thuê phòng họp, hay là một cái dịch vụ tiệc cưới, thì những gì mình cần nên nói vào trọng tâm, ngắn gọn dễ hiểu ha. Tránh hỏi lại quá nhiều. Tại sao? Tại vì mình nói không có rõ cho nên người ta mới hỏi. Hoặc là mình hỏi ngược lại khách, mình không có kỹ năng quan sát tốt thì nghe lắng nghe tốt, thì nhiều khi người ta nói cái mình hỏi lại cái câu nói đó mà mình hỏi lại ý của khách tới hai lần là mình thấy thua rồi ha. Đó, các em lưu ý về kỹ năng giao tiếp. Rồi kỹ năng thuyết phục khách hàng ha. Làm sao thuyết phục? Tức là mình phải nắm được cái sự cạnh tranh về sản phẩm, điểm mạnh của khách sạn mình là cái gì, điểm yếu là cái gì. Ví dụ em làm 3 sao, 4 sao, 5 sao, thì tùy theo dòng đẳng cấp khách sạn sau đó, thì em cũng phải nắm được cái đối thủ cạnh tranh của mình là có cái gì mạnh, có cái gì yếu. Để khi khách hàng đưa ra so sánh sản phẩm của mình với một khách sạn nào đó, thì khi mình biết khách sạn đó, thì mình đưa ra hai cái để mình phân tích lại. Ha, cái điểm lợi ở đâu? Là từ về phía mình, thì như vậy thì sự thuyết phục nó sẽ cao hơn. Rồi kỹ năng hiểu tâm lý khách hàng. Hiểu tâm lý, làm sao hiểu được tâm lý người mua hàng? Thứ nhất là mình phải nắm bắt được nhu cầu cần và muốn của một vị khách khi người ta đến thuê phòng, hay là tổ chức một hội nghị, hay là tổ chức một đám cưới, tùy theo dòng sản phẩm. Cái bản phân tích customer need and want các em học rồi, các em nên xem lại phần đó ha. Rồi thì mình nắm được cái đó rồi, cộng với cái kỹ năng gọi là mình phải đọc vị được khách hàng, tức là em phải đặt nhiều câu hỏi để mình biết người ta đang cần cái dòng sản phẩm gì và cho thời gian nào, và cái người ta muốn đặt phòng cho bao nhiêu người, hay là đặt hội nghị cho nửa ngày hay nguyên ngày, hay là số lượng bao nhiêu người, và ngược lại là đặt đám cưới hay là một tiệc sinh nhật đó. Mình phải đặt nhiều câu hỏi để mình biết được người ta đang cần tổ chức như thế nào, một cái phòng ngủ như thế nào nha. Thì như vậy từ đó mà mình đọc vị được khách hàng thì mình sẽ hiểu được tâm lý khách hàng
Kỹ năng xử lý tình huống. Xử lý tình huống là nó rơi vào trường hợp như là khách than phiền. Ví dụ khách ở rồi khách xuống than phiền thì em phải hiểu rõ được nguyên nhân than phiền à, và em phải biết đưa ra cái cách xử lý tình huống. Để xử lý tình huống tốt thì thứ nhất mình đặt vị trí mình vào khách hàng, tức là mình phải hiểu khách hàng là đọc vị được khách hàng nào. Mình phải có cái yếu tố đọc vị được khách hàng, yếu tố hiểu tâm lý khách hàng, thì mình làm tốt được hai cái đó thì mình mới có cái xử lý tình huống tốt nha. Nếu như cái sự cố đó nó mất nhiều thời gian thì em phải bắt đầu chúng tôi thay mặt cho ban quản lý khách sạn cho phép chúng tôi được nói lời xin lỗi đến quý anh chị và vì sự việc xảy ra như vậy, do đó cho phép chúng tôi một chút thời gian để chúng tôi ra đưa ra hướng giải quyết cho anh chị đó. Mình phải mở lời bằng câu đó rồi bắt đầu mình xem coi mình bồi thường hay là mình giải quyết như sao, đổi phòng, chuyển phòng hay là như thế nào đó ha. Thì bắt đầu mình đã hướng qua bước kế tiếp, đó là kỹ năng xử lý tình huống. Kỹ năng xử lý tình huống nó gắn kết với kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp. Quản lý thời gian, đây, kỹ năng này rất quan trọng. Khi khách xử lý than phiền mà em để khách chờ lâu quá là không được. Em phải, thì đôi lúc đó, khách xuống, khách than phiền, thì lúc đó họ, cái tâm trạng họ rất là bất ổn và họ họ nhằn. Họ than phiền mình về một cái sản phẩm họ không hài lòng nhé. Thì như vậy em phải hiểu là lúc này họ đang bị stress, do đó mình mới sắp xếp thời gian nhé. Mời anh chị bước sang quầy guest bên sảnh ngồi chờ một lát ha. Để em sẽ có người và phục vụ cho anh chị nhé. Rồi bước tới ha. Trong thời gian chờ thì anh chị cần dùng thức uống gì, khách sạn xin xin mời anh chị một ly thức uống, anh chị cần dùng cà phê hay trà hay cái gì đó nhé. Thì mình kêu nhân viên nhà hàng mang cái thực đơn nước ra cho khách chọn, mình tặng cho khách một cái thức uống này miễn phí trong thời gian chờ nhé. Kỹ năng quản lý thời gian nhé. Rồi trường hợp thứ hai, hôm trước thầy có nói, hôm nay nhắc lại là người tiếp tân rất là bận rộn ha. Em vừa là tiếp xúc khách trực tiếp trên điện thoại, khách vô hỏi thông tin rồi đặt phòng, rồi khách xuống đổi tiền, rồi khách đến nhận phòng, khách đến trả phòng. Em rất là bận rộn lắm. Do vậy cái thời gian của em rất là bị giới hạn trong công việc. Do vậy khi mà em đang trực diện xử lý một tình huống nào cho khách, hay là đang check in cho khách, hay là đang check out cho khách vân vân, hay là đang đổi tiền cho khách, mà điện thoại vang lên ngay chỗ em làm việc thì bắt buộc em phải nhấc máy. Tối đa là em để chậm nhất phải 3 hồi chuông reo là em phải nhấc máy lên rồi. Thì khi nhấc máy thì em trả lời đầu, em phải nói với người trước mặt là xin phép cho em trả lời cuộc điện thoại này, rồi bắt đầu em mới xin phép. Sau đó thì em trả lời điện thoại, và nếu như thông tin trên điện thoại mà em có thể trả lời liền thì em trả lời luôn và em cúp máy. Sau đó em quay lại cảm ơn quý khách đã chờ, rồi bắt đầu em tiếp tục cái công việc đó. Rồi, hoặc là nếu như trên đầu dây mà người ta yêu cầu một thông tin gì đó mà em không thể trả lời được, em cần thời gian để kiểm tra lại, thế thì em phải bảo với người đầu dây là xin số điện thoại cầm tay của họ nha, để em kiểm tra rồi em chủ động gọi trả lời cái thông tin đó cho họ. Như vậy thì em sẽ không bắt cái người khách đang đứng trước mặt mình phải chờ quá lâu. Đó gọi là kỹ năng quản lý thời gian. Kế tiếp là về trong đàm phán và thương lượng thì em phải có hai yếu tố, là yếu tố chiếm được niềm tin của khách hàng và tìm ra điểm tương đồng. Làm sao chiếm được niềm tin? Tại muốn thương lượng đàm phán để người ta làm theo yêu cầu của mình thì thứ nhất là mình phải chiếm được niềm tin. Để chiếm được niềm tin thì rất là quan trọng. Em phải cho thấy rằng là tại sao họ nên lắng nghe bạn. Bạn phải biết rằng bạn đang nói cái gì và chứng minh rằng những điều bạn nói là đúng. Chiếm được niềm tin là em mở trang web khách sạn của em ra, em vô cái chỗ guest review, gọi là cái góp ý của phía khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ khách sạn. Em mở ra cho họ xem và em cho họ thấy em cho họ thấy là tất cả những cái guest review này là toàn là những cái lời góp ý tích cực tốt. Thì là em chiếm được niềm tin của họ. Chứng minh thực tế nha. Rồi tìm ra những điểm tương đồng. Là làm cách nào để em tìm ra những điểm tương đồng? Hãy cho khách hàng của bạn thấy rằng giá trị của những ý kiến của bạn gắn liền với họ. Một lần nữa, bạn cần đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ.
hiểu những gì liên quan đến họ và hòa nhập với cảm xúc của họ. À, tìm những điểm tương đồng. Ví dụ nè, khi em dẫn khách đi xem phòng ngủ, khách nói cái giường này nó hơi bị nhỏ đó. Ví dụ người ta thấy thì em phải nói dạ em phải cho ngay số đo, dạ giường này là chiều ngang là 1,4 và chiều dài là 1,8. À, thế thì khách nói là khách của chị là khách châu Âu, do đó thường thường người châu Âu thì họ rất là cao ha, họ cao lắm, thành ra sợ là cái giường này không có đạt để họ nằm được. Dạ, dạ không sao chị, em rất hiểu về điều này đó, tìm ra những cái cách mình nói chuyện đó. Chị nói như vậy là đúng rồi, thế thì không sao, một lát em sẽ dẫn chị xem một cái phòng khác, và cái phòng khác này có cái giường sẽ to hơn và chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng của chị. Đó, cái cách nói này là tìm ra những điểm tương đồng nha. Cấu trúc vấn đề tốt ha. Những lời nói có sức thuyết phục thì dù chỉ là một câu hay là một bài diễn văn cũng có thể là cấu trúc rõ ràng. À, nói một cách bình dân thì cấu trúc thành công là có sự lặp lại của đột phá của một vấn đề. Khi chứng minh cho họ thấy rằng ta phải nghe theo bạn, làm cho khách hàng làm sao phải nghe theo em. À, em làm sao? Em hãy để dồn năng lượng nhiều nhất vào lời phát biểu sau cùng và để bắt buộc người nghe phải nhớ. Cho nên sự lặp đi lặp lại một điều quan trọng nhất cho vấn đề tranh luận của bạn. Sự lặp đi lặp lại một vấn đề nào đó sẽ thiết lập nên một ấn tượng, và ấn tượng đó sẽ rất làm cho ám ảnh trong trí nhớ của khách hàng. Rồi, cấu trúc vấn đề tức là sao? Em nói một cách ngắn gọn xúc tích, nhưng những điểm mạnh nào của sản phẩm mình mà khách sạn khác không có thì em nên nói lại hai lần. Em xin lưu ý với anh chị là chỉ có khách sạn em có loại phòng này thôi. Phòng này gọi là phòng studio, nó vừa có một cái không gian làm việc, vừa có một cái không gian ngủ nha. Đó, em lặp đi lặp lại hai lần đó, để làm cho họ bị ám ảnh, tức là họ nhớ những cái điểm mạnh của cái sản phẩm của mình. Nói, em xin lưu ý với anh chị là đối với sảnh cưới này, bên khách sạn của em là có sức chứa là 500 người và sân khấu rất là rộng, và đặc biệt là sau lưng cái sân khấu là phòng thay đồ cho diễn viên, ca sĩ, nhóm múa hoặc là cô dâu chú rể. Đó là điểm mạnh mà một khách sạn khác không có, thì em phải nên lặp lại để họ ngư lưu ý. Để cuối cùng đến lúc mà khi mà mình chào giá và họ còn so sánh giá thứ, thì mình nhắc lại cái điểm đó là họ sẽ nhớ ngay. Đưa ra mặt tốt, không tốt của vấn đề. Ha. Đưa ra cả mặt không tốt của vấn đề. Tức là sao? Khi khách phê bình một cái sản phẩm của mình mà ngay cái điểm yếu của khách sạn của mình, thì mình cũng phải chấp nhận. À, mình cũng phải chấp nhận. Dạ được, chị nói thế là em cũng đồng ý với chị là thầy nói ví dụ nè, giờ khách sạn lấy giữa hai khách sạn cho đem dễ hiểu, phần này là khách sạn Caravelle với khách sạn New World. Khách sạn New World thì em thấy là nó là một cái tòa nhà độc lập, xung quanh nó không có nhà dân hay là văn phòng công ty. À, do đó cái mặt tiền nó xây rất là thoáng, có thể xe lớn đoàn khách lớn 45-50 chỗ ngồi đó, vô rất là thoải mái. Còn quay lại khách sạn Caravelle thì em thấy đường Lam Sơn, cái con đường nó nhỏ nha. Mà đường nó chỉ có một chiều vô, còn một chiều ra là bên kia đối diện là nhà hát thành phố, khách sạn Caravelle. Do đó cái sạch của khách sạn, cái lối vào, cái cổng của khách sạn Caravelle nó sẽ bị giới hạn so với cái lối vào của khách sạn New World. Do vậy những cái xe khá lớn như là 45 chỗ ngồi vào thì có thể hơi khó khăn, và xuống khách cũng hơi khó khăn nhưng cũng có thể vào được. Nhưng mà người ta đưa ra cái điểm đó, người ta so sánh để em nói em công nhận là anh chị nói cũng đúng, là cái mặt tiền bên khách sạn Caravelle em nó hơi hẹp nha, hơi hẹp hơn New World. Nhưng mà tại vì sao? Vì bên khách sạn của em là nó trung tâm hơn New World. Nếu mà anh chị cho khách ở đây thì khách của anh chị không tốn tiền taxi phải đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Và khách của anh chị chỉ cần bước về bước ra là sẽ có nhà hàng, quầy bar, quán ăn, rồi có rạp hát, nó đối diện là cái rạp hát, nhà hát thành phố đó. Em đưa ra những cái điểm mạnh, cấu trúc vấn đề ha, và đưa ra những mặt không tốt của mình. Mặc dù cái mặt đó không tốt nhưng mà có cái mặt khác tốt bù lại đó. Em phải chấp nhận cái vấn đề là mặt không tốt của vấn đề là cái mặt tiền của khách sạn bị hẹp, cái lối vào bị hẹp so với New World đó. Thì gọi là đưa ra mặt không tốt của vấn đề. Kích thích vào tư lợi. Bạn sẽ dễ dàng chinh phục mọi người hơn nếu bạn chỉ cho họ thấy rằng họ sẽ được gì nếu làm theo bạn. Như thế, đây là một câu hỏi mà mọi người luôn đặt ra trong đầu của họ. Để làm được những điều này, bạn phải hiểu khán giả của bạn cần gì, tức là hiểu khách hàng của mình cần gì. Tức là quay lại vấn đề, em phải nắm được customer need and want.
Hãy chộp lấy ngay sự chú ý của họ bằng cách nói cho họ bạn biết những gì họ muốn. Rồi sau đó hãy nói cho họ ý kiến của bạn. Khi lấy thông tin của khách hàng, ở khách của chị là một đoàn khách, còn một trong đó là phòng một người là sẽ có hai phòng, phòng ba người sẽ hai phòng, phòng hai người là ba phòng. Thế thì em hiểu được rồi. Thế thì em có thể giới thiệu cho chị một cái dãy lầu mà họ gần nhà nhau, mà trong cái dãy lầu này của khách sạn em nó sẽ bao gồm có phòng đơn và phòng hai người và ba người luôn. Đặc biệt là cũng có phòng connection room là phòng dành cho gia đình, phòng có cái cửa nội bộ đi xuyên qua giữa hai phòng với nhau ở bên trong. Kích thích vào sự tư lợi, đó là mình nói đúng về cái ý của người ta. Ví dụ trong một cái đoàn này là có một cái hộ gia đình. Đấy. Thì mình sẽ kích vào nói theo cái ý của họ và mình sẽ giới thiệu qua cái sản phẩm mà phù hợp với cái ý của họ. Gọi là kích thích vào sự tư lợi. Nuôi dưỡng cái tôi. Những nhà kinh doanh gọi nó là tình yêu bom nguyên tử. Người khác gọi đó là sự tân bốc cho chiến lược. Bạn đừng nghĩ đây là một vấn đề xấu. Khen ngợi những gì làm đúng của mọi người là kỹ năng sống cần thiết. Hãy chỉ ra những điều mà khán giả của bạn rất tự hào, như là sự thông minh hay sở thích của họ chẳng hạn. Nuôi dưỡng cái tôi đây là cái tôi của khách hàng chứ không phải là của mình nha. Ví dụ nuôi dưỡng cái tôi là nuôi dưỡng cái tôi của khách hàng. Ví dụ khi họ đến, họ chê, họ vô phòng, họ chê, họ nói, sao cái màn cửa của em cái màu nó không có match, nó không có tương xứng với cái màu sắc của cái phòng này vậy. Ở đây anh chị thấy cái phòng đều được hết, chỉ có cái màn. Nó bắt đầu nuôi dưỡng cái em thấy anh chị nói rất là đúng quá. Anh chị có cặp mắt về nghệ thuật, về mỹ thuật bên kiến trúc. Em cảm thấy anh chị cũng nói rất là đúng. Nhưng không sao, một lát em sẽ dẫn anh chị đi qua một cái phòng khác, sẽ có một cái phòng đẹp hơn và cái sắc màu nó sẽ hài hòa hơn. Đó. Tức là mình nuôi dưỡng cái tôi, đừng bao giờ cho nói khách hàng là sai, hay là khách hàng nói không đúng, hay là đó là ý kiến của khách hàng mà em. Khi người ta phê bình, người ta muốn điểm nào thì mình dựa vào cái điểm đó, mình tân bốc lên, mình khen. Quả là anh chị rất là, anh chị chọn đúng cái phòng này, quả thật chứng minh là anh chị là người rất là có kinh nghiệm và kiến thức về ngành dịch vụ khách sạn. Đó, mình nói một câu, mình khen người ta. Quả là anh chị có cái cặp mắt nghệ thuật, biết cách phân phối, bố trí. Đó, mình phải khen họ, đó gọi là nuôi dưỡng cái tôi. Kích thích và uy tín cá nhân. Đây cũng là một trong những cách hiệu quả trong kỹ năng đàm phán và thuyết phục. Mọi người thường nghe theo những ý kiến của các chuyên gia. Ví dụ các chuyên gia người ta nói là nên uống sữa Ensure vào độ tuổi như thế mấy. Nên uống sữa Ensure để là củng cố cái xương sống, xương sống của con người, cái được cái đốt sống lưng của mình. Đó là một nhà chuyên gia người ta đã chứng minh bằng khoa học. Thì khi em muốn dùng cái yếu tố và uy tín cá nhân thì em phải nên đưa những yếu tố nào mà có sự chứng minh về khoa học nha. Vì thế bạn sẽ sử dụng điều này, hãy trích dẫn ý kiến của những người chuyên gia nào phù hợp về vấn đề bạn đưa ra. Ví dụ dẫn khách đi xem phòng, một cái phòng đó thì em nói vì cái phòng bên khách sạn của em là được thiết kế, đây là khách sạn nguyên danh, do đó được cái tập đoàn Chesterton, được tập đoàn Park Hyatt đã tư vấn và thiết kế cho ra một cái phòng. Cho ra anh chị thấy không? Thế anh chị bước vào thì thấy rất là tiện dụng. Vừa cửa cái phòng vừa đẩy ra thì sau lưng cửa cái là gì? Là cái phòng treo đồ quần áo. Bước tới là anh chị thấy nhìn bên phải là cái giường ngủ, đối diện là cái TV. Kế bên gần đó là có một cái kệ, trên cái kệ đó là để ly và bộ máy pha trà cà phê. Dưới cái kệ đó là một cái tủ mini bar. Rồi đối diện với cái giường ngủ là một bộ ghế sofa nhỏ nằm bên cửa sổ. Cửa sổ mở ra rất là thông thoáng, do đó cái không gian này được thiết kế bởi những tập đoàn lớn chuyên về ngành nhà hàng khách sạn 5 sao. Em đưa ra những cái bằng chứng đấy cho người thấy. Mặc dù cái diện tích phòng này chỉ có 28m² thôi, nhưng mà anh chị vô anh chị thấy sự tiện dụng nó rất là lớn, nó không có bị quá chật. Đối với phòng đơn một người ở đó, em đưa vào một cái uy tín cá nhân, em đưa lên uy tín về cái sản của mình được thiết kế bởi ai. Giống như người bán bất động sản của vậy, khi họ giới thiệu em mà họ dẫn em đi xem nhà một cái căn hộ chung cư hay là một cái nhà nào đó mà được một cái tập đoàn đã thiết kế, thì họ sẽ đưa ra những cái điều mà đây cái dự án này là được cái kiến trúc sư của người Nhật họ thiết kế, do đó cái không gian nhà
mặc dù nói cái số đo là anh chị nghe nó nhỏ, ví dụ có 45 mét vuông thôi, nhưng mà anh chị nhìn không cách bày trí, bố trí như vậy, nó rất là thuận tiện và nó làm cho mình có một không gian vẫn đủ rộng để sinh hoạt. Tức là mình biết kích thích vào uy tín cá nhân. Tạo nên sự nhất trí. Người ta thường bảo rằng trăm nghe không bằng một thấy. Bạn phải trí ra rằng những gì bạn đưa ra đã được rất nhiều người đã và làm trong thực tế. Sử dụng đến thực tiễn này sẽ làm ý kiến của bạn dễ dàng thành công hơn ở bất cứ nơi nào. Bạn cũng có thể dùng đến mẹo tạo ra sự nhất trí đối với đối lập. Nếu những gì họ đang làm không được thành công, hãy chỉ cho họ thấy rằng nguyên nhân tại sao và thuyết phục họ nghe theo ý của bạn, tạo ra sự nhất trí. Ví dụ như thế này. Em dẫn khách đi xem phòng ngủ, phòng họp hay một cái sảnh cưới. Thì em tập trung vào cái điểm mạnh của sản phẩm đó. Rồi em phân tích, chị thấy không? Ví dụ phòng này nè, mặc dù là nó không có rộng lắm nhưng nó vẫn có cái ban công và một cái cửa sổ. Và tất cả những tiện ích trong này đều đầy đủ. Thì phòng này nếu như chị đặt cho khách ở phòng một mình là chị nên chọn sản phẩm này. Chị thấy những vấn đề em trình bày chị thấy có hợp lý hay không? Đấy. Tại vì một người ở là chuyện chỉ có một cái vali thôi. Đấy. Đó là tạo ra sự nhất trí. Nhất trí tức là những cái điều mình nói ra là nó hợp lý và người ta nghe cái sự phân tích của mình đó đúng. Rồi gọi là tạo nên sự nhất trí. Chọn thời gian tốt nhất cho sự thuyết phục của bạn. Bạn cần phát triển giác quan thứ 6 cho việc chọn thời gian tốt, tránh thuyết phục tranh luận với ai về vấn đề nào trong khi họ đang bị stress. Trường hợp này bị stress nó rơi vào trường hợp khách than phiền mới gọi là bị stress. Khi một người khách người ta không hài lòng về phòng ngủ hay là một dịch vụ nào đó, người ta đến quầy tiếp tân sẽ than phiền em, thì đầu tiên em tập trung lắng nghe, sau đó em chọn một thời gian, em không hỏi khách là thế thì bây giờ anh chị có muốn đổi phòng liền ngay bây giờ hay không, em sẽ giúp anh chị đổi phòng. Thì người ta nói không, bây giờ tôi bận rồi, tôi phải đi ra ngoài họp, chiều tôi mới quay về. Thế thì anh chị cho em một thời gian phù hợp, mấy giờ anh chị quay phòng và muốn quay về khách sạn và muốn đổi phòng. Tức là mình phải cho người ta đưa ra các thời gian, chứ mình không có bắt buộc họ theo thời gian của mình. Mình đặt một câu hỏi về thời gian theo cái ý thời gian của họ là một. Đó là mời anh chị ngồi sang ở sảnh tiếp tân chờ một lát ha. Trong thời gian chờ em tìm một phòng khác đó anh chị, và em muốn được phục vụ một ly nước miễn phí cho anh chị. Anh chị cần dùng gì em sẽ gọi nhân viên nhà hàng qua cho anh chị chọn đơn đó. Rồi tạo một trạng tâm lý ổn định cho người ta uống nước. Mình tặng người ta một cái thức uống đó, khi người ta được, người ta cảm nhận được cái cách mà mình đối xử với họ thì tự nhiên cái stress của họ sẽ được giảm dần. Và trong thời gian đó người ta ngồi uống nước như vậy là em cũng đã tìm phòng được rồi, không để người ta đứng chờ quá lâu. Như vậy em, sau khi em có phòng em bước tới và bây giờ em có phòng chuyển cho anh chị rồi. Em xử lý tình huống rất là biết sắp xếp thời gian. Đừng có để người ta đứng ngay quầy chờ mình đi tìm phòng, như vậy thì là cái thời gian mình không hợp lý và người ta đang bị stress mà. Do đó người ta, chúng ta phải làm giảm stress cho họ bằng cách tặng một ly thức uống ngay tại sảnh. Yếu tố thứ hai là trong cái kỹ năng đàm phán và thương lượng thì cần có yếu tố là tạo ra cái sự khan hiếm cho người nghe. Một ví dụ đơn giản trong nghề kinh doanh là cái gì càng hiếm thì giá trị càng cao, tức gọi là hàng độc. Hãy làm cho chính bạn và những ý kiến của bạn trở nên là hàng độc. Mọi người sẽ thấy và lắng nghe nhiều hơn. Bạn có thể làm điều này nếu chứng minh rằng bạn nắm giữ những thông tin độc quyền hoặc đề nghị cho mọi người thấy. Hãy chỉ ra đối thủ của vấn đề mà bạn vừa nêu. Ví dụ nè, thì đưa một ví dụ cụ thể. Ví dụ như em mở ra trang web khách sạn của em cho khách xem những cái review, những cái comment của khách hàng. Anh chị thấy không, đa số khách hàng của em đều chọn cái dòng sản phẩm loại B, là phòng loại B. Và phòng này của tụi em là rất là đắt hàng. Nếu như anh chị cảm thấy thích phòng này rồi thì bây giờ anh chị đặt luôn đi. Nếu anh chị nhiều khi chiều hoặc tới ngày mà anh chị mới đặt thì đôi lúc nếu mới có phòng thì em không nói gì, mà đến lúc đó không có phòng thì anh chị lại không đặt được cái phòng mà mình mong muốn. Tức là mình tạo cảm giác khan hiếm từng nghe, bởi vì phòng này rất nhiều người được ưa chọn. Và đồng thời cái đặc điểm chính của phòng này là có cái gì, em nêu là những điểm mạnh của cái sản phẩm đó. Thì người ta nghe cảm giác ở cái phòng này rất là khan hiếm,
bắt đầu người ta đặt liền, mặc dù thực tế là em có khan hiếm hay không thì cái chuyện đó để một bên nha. Rồi các em bắt đầu thầy cho các em một số mẫu câu về kỹ năng giao tiếp, các em chép vào cho thầy nhé. Bây giờ thầy share màn hình rồi em chép vào. Rồi các em chép vào đi em. Thầy cho em 9 câu mẫu em chép vào để em cần dùng sau khi đi làm việc với khách nha. Để bổ sung về kỹ năng giao tiếp cho các em. Rồi các em chép vào đi. Các em có mỗi một cái câu phần như các em có ba câu mẫu nha. Xin lỗi, than cảm phiền và xin làm ơn nha. Để cho các em ba câu mẫu.
Rồi các em chép nhanh nha. Xong phần xin lỗi rồi chưa? Thì qua phần cảm phiền nha. Cảm phiền xong là đến phần vui lòng. Các em sẽ có 3 câu luôn.
À, chắc xong hết chưa các em? Dạ rồi Alo. Thầy. Dạ rồi thầy ơi. Rồi các em nghe thầy giải thích nha. Rồi tập trung nghe thầy giải thích nha. Thầy cho em một số câu mẫu. Các em nên lưu ý tập một thói quen giao tiếp khi nói lời xin lỗi. Em đừng có nói một cách đơn giản giống như em giao tiếp với bạn bè. Dạ, à, xin lỗi anh chị, để em đổi phòng cho anh chị. Nó quá bình thường. Tại vì cái cách giao tiếp của chúng ta phải là chân thiện mỹ. Chân là ý nghe chân thành. Thiện là cảm thấy sự thân thiện. Và mỹ là phải hay. Cách giao tiếp hay thì người ta lại thích mình hơn. Người ta tin mình hơn, chạm vào con tim của họ hơn. Chúng tôi xin được nói lời xin lỗi. Chúng tôi xin được xin lỗi chị về sự cố này. Khi người ta xuống thang phiền, tôi gọi ngay, tôi gọi cho nhân viên kỹ thuật khách sạn lên phòng chị ngay. Đó, nhấn mạnh chữ ngay. Gọi cho ai? Người đúng việc. Kỹ thuật là người sửa máy lạnh. Do đó em phải gọi lại. Đừng có gọi cho người. Người là ai? Thành ra chưa cụ thể nha. Tôi gọi cho nhân viên kỹ thuật, nêu cái chức danh ra. Khách sạn lên phòng chị ngay để chỉnh lại máy lạnh cho chị. Một câu nói nó đầy đủ thông tin ha, đúng người đúng việc để người ta tin rằng là đúng người lên sửa, phải lên liền ngay ha. Chúng tôi xin được xin lỗi chị, xin được xin lỗi là phải xin phép người ta nha. Đây là một cách nói. Thứ hai, cho phép tôi được nói lời xin lỗi ông về sự bất tiện này. Nay xin được đề nghị ông chuyển qua phòng 809, phòng này rộng hơn, có ban công và view nhìn ra sông Sài Gòn. Khi khách muốn than phiền và bây giờ em chuyển một hồi khác, em bồi thường cho họ vì phòng hôm qua là lỗi của mình rồi, do đó cho phép tôi được nói lời xin lỗi ông, chị, bà, cô, chú gì đó nha. Về sự bất tiện này, nay là bây giờ ha, nay xin được đề nghị ông chuyển, mình chuyển người ta mình phải đề nghị, nó cách nói thôi nha. Xin được đề nghị ông chuyển qua phòng, chứ mình không được quyền bắt buộc người ta, mình phải đề nghị ha. Xin được đề nghị, tập cách nói này. Nay xin được đề nghị ông chuyển qua phòng 809. Rồi em nói những cái điểm mạnh của cái sản phẩm mà em chuyển qua cho khách nha. Rộng hơn nè, có ban công và view mình ra sông Sài Gòn. Đấy, mình phải nói cái điểm mạnh của cái sản phẩm mới để họ chuyển qua. Trường hợp thứ ba, chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà về thái độ của nhân viên khách sạn. Giả sử người ta than phiền về thái độ phục vụ của một nhân viên nào đó, của một bộ phận nào đó, cho tiếp tân nghe. Rồi em nghe xong em nói câu này. Cho phép tôi được bồi thường ông bà bằng một vé ăn tối buffet hải sản tại nhà hàng khách sạn. Đấy. Cho phép chúng tôi được bồi thường, thầy nhấn mạnh màu đỏ. Các em lưu ý ha, học cách nói này. Bồi thường phải là cho phép chúng tôi được bồi thường cho ông bà. Rồi bồi thường cái gì? Đưa cái món quà bồi thường đó ra, cụ thể ra ở đâu ha. Rồi bây giờ qua cảm phiền. Để cho em ba mẫu. Cảm phiền anh giữ máy để tôi chuyển máy cho anh ha. Du khách tìm ai đó ha. Mình cảm phiền người ta chờ, chưa có trực tiếp được cho nó. Cảm phiền người ta chờ giữ máy. Cảm phiền ông điền thêm thông tin. Điền thêm giả sử như khi em nhận cho khách nhận phòng, em đưa ra cái phiếu đăng ký phòng cho khách tự điền thêm họ tên. Sau khi người ta điền xong, người ta đưa vào, mình cảm thấy còn thiếu thông tin chưa đủ, thiếu chữ ký hay thiếu năm sinh hay thiếu quốc tịch vân vân, thì mình dùng chữ điền thêm để em phải dùng chữ cảm phiền. Khi em yêu cầu người ta làm một cái động tác đó lần thứ hai, một cái đề nghị đó lần thứ hai, thì em dùng cho thầy chữ cảm phiền, tại mình đã làm phiền người ta rồi ha, cảm phiền. Rồi cái thứ ba là phiền chị chờ thêm 15 phút nữa vì đường đang kẹt xe. Câu này nói trong trường hợp giả sử khách xuống sảnh giờ mình gọi taxi cho họ. Sau khi gọi taxi xong rồi, ai mở loa thì em tắt đi em. Ai đang mở cái gì đó tắt đi nha. Rồi. À, mình gọi taxi cho khách nha. Và taxi báo lại giả sử bây giờ cao điểm hay là đang bị kẹt xe ở đâu đó, người ta báo lại phía khách sạn, thì em ra em gặp khách, em nói là cảm phiền anh chị ha, chờ thêm 15 phút nữa vì đường đang kẹt xe. Giờ qua cái mẫu vui lòng. Vui lòng quý khách, xin quý khách vui lòng ký tên vào phía đăng ký phòng đây.
khi làm thủ tục đăng ký phòng là phải nhớ ký tên ha, trên phiếu đăng ký phòng. Trước đăng phiếu đăng ký phòng là đến đưa giấy tờ chứng minh thư hay hộ chiếu để làm thủ tục nhận phòng và cầm chìa khóa lên phòng ở, gọi là đăng ký phòng. Thì bắt buộc phải ký một cái phiếu ha. Xin vui lòng. Mẫu thứ hai, xin ông vui lòng chờ trong giây lát sẽ có nhân viên đến ngay. À, giả sử như khách qua nhà hàng thì có nhân viên hot desk là lễ tân nhà hàng dẫn khách đến chỗ ngồi. Và lúc này nhân viên bước ra, nhân viên mới nói là xin phép vui lòng chờ trong giây lát sẽ có nhân viên đến ngay, là tức là sẽ có nhân viên waiter đó ở bên nhà hàng đến để nhận order thức ăn cho khách nha. Rồi, xin anh vui lòng không mang sầu riêng hay mít vào phòng. Rồi, trong khách sạn có một số khách hàng người ta thích ăn trái cây và người ta tự mua mang lên phòng ở và ăn trên đó. Thì các em lưu ý rằng trong khách sạn chúng ta phải tuyệt đối cấm một số khách loại trái cây mà có mùi nồng nặc. Vì cái mùi này á, mình đã giữ trong phòng có máy lạnh như vậy thì rất là khó khử mùi. Những khách tiếp theo đó vô ở cái phòng này thì người ta sẽ không ở được vì cái mùi sầu riêng quá nồng hay là mùi mít. Hai cái mùi nó nồng quá, do đó bên bộ phận housekeeping người ta khó khử đi. Tại vì khi khách ăn là khách đóng cửa phòng lại rồi mở máy lạnh, em biết không? Rồi để cái trái mít, cái sầu riêng nó mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng. À, nó làm cái mùi phòng rất là khó khử, không thể nào khử được. Tuy nhiên đồ ăn hải sản cũng bị, cũng không được mang lên phòng. Những trái cây như có cái mùi nhẹ, thoáng, ha, không có để lại mùi, chẳng hạn như là trái lê nè, trái táo nè, chứ lại trái ổi đó, trái bưởi đó, những cái đó thì được. Còn những cái mùi nồng như là đu đủ nè, mít sầu riêng nè, rồi lekima nè, rồi trái thơm đấy, những cái trái đó đó là cái mùi nó rất là nồng, thành ra mình không thể nào mà cho khách mang lên phòng được, thì mình dùng từ xin vui lòng nhé. Rồi, bây giờ cho thầy hỏi nha, từ hồi sáng giờ các em học, các em còn nhớ được những gì rồi? Thầy hỏi một bạn Nguyễn Quỳnh Nhật Tiên 26N40, rồi Tiên xuất hiện cho thầy xem. Thầy. Chào Tiên xinh đẹp, em nhớ được những gì rồi Tiên, nói thầy nghe coi, sáng giờ. Dạ thầy, sáng giờ là mình học những kỹ năng cần thiết để chăm sóc khách hàng. Rồi. Như là sự kiên nhẫn. Rồi. Rồi. Giao tiếp. Kiến thức về sản phẩm. Rồi. Tự chủ động. Rồi. Khả năng đọc vị khách hàng. Rồi. Thuyết phục khách hàng. Rồi. Và kỹ năng giao tiếp. Rồi. Với là cảm ơn Tiên nha. Được rồi, để cho mời một bạn khác. Nhớ rất là tốt. Dạ. Tiên đang ở nhà hay ở đâu? Dạ ở nhà, ở quê thầy. Không sướng rồi, giờ thầy nghe nói ai ở quê là thầy quá hạnh phúc rồi đó. Dạ. Quê đâu vậy Tiên? Dạ quê ở Bình Thuận. Bình Thuận ai về hồi tháng 5 hả? Dạ đúng rồi thầy. Trời ơi cảm ơn em biết thầy về hôm đó rồi, thầy bị kẹt lại. Chán quá, thầy quá chán này. Thầy đang bị kẹt ở Sài Gòn, không có đi đâu được hết. Thầy mời Nguyễn Thị Phương Lan, N38, xuất hiện phát biểu cho thầy coi. Phương Lan. Nguyễn Thị Hương Lan, Hương Lan nha. Dạ, dạ đây thầy, thầy ơi, cam em bị hư á thầy. Phương Lan có không? Xuất hiện cho thầy xem coi. Dạ có thầy ơi, nhưng mà cam em bị hư á. Rồi Hương Lan, nãy giờ sáng giờ nhớ được cái gì rồi em tóm tắt. Dạ như dạ thầy là những gì bạn Tiên đang nói với kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng hiểu tâm lý khách hàng, kỹ năng quản lý thời gian, chiếm được niềm tin của khách. Rồi cảm ơn em. Thì mời một bạn khác nha. Lê Anh Quang, N39 xuất hiện cho thầy coi. Lê Anh Quang. Lê Anh Quang gọi lần thứ nhất có đây không? Rồi mở xong rồi cúp cua ha, cho bắn nha, mời bạn khác.
Phạm Anh Khoa, anh tờ 39 có đây không? Phạm Anh Khoa lần thứ nhất. Dạ, em đây thầy ạ. Đâu, và anh Khoa xuất hiện coi. Cái cam của em nó bị lỗi rồi thầy, không mở cam trước được. Lỗi à? Rồi, đang ở đâu đây? Em đang ở nhà. Nhà là ở đâu? Ở quê ở Sài Gòn em. Ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Quận Tân Phú. Tân Phú hả? Chỗ em có bị phong tỏa không? Dạ không thầy ơi. À, không, như là hạnh phúc rồi ha. Nhưng mà vẫn bị giãn cách xã hội, chẳng được đi đâu hết. Rồi. Em, trong các mẫu câu thầy hướng dẫn lúc nãy, nhớ được câu nào không? Đọc cho thầy nghe coi. Alo, sao im lặng rồi? Kỹ năng giao tiếp. Mẫu câu em, mẫu câu thì cho câu chuẩn, thì cho em 9 câu đó. Em nhớ được câu nào em đọc cho thầy nghe coi. Thầy cho em câu xin lỗi, cảm phiền, với lại xin vui lòng đó. Mỗi mẫu gì đó 3 câu. Thì em nhớ được mẫu nào em đọc thầy nghe coi. Rồi không nhớ được cái mẫu nào ở trên hả? Dạ thầy ơi, hồi nãy thầy kêu em thầy. Ai? Dạ, Lê Anh Quang, N39 thầy. Em tên gì nữa lại coi. Lê Anh Quang, N39, hồi nãy mạng em bị lát đó thầy. Rồi. Rồi em xuất hiện cho thầy nhìn mặt coi. Lê Anh Quang đâu? Được mẫu câu của thầy không? Đọc lại coi. Không tắt em nói phát biểu xong phải tắt. Dạ xin lỗi ông về sự bất tiện này, đề nghị ông chuyển qua phòng 809, phòng này rộng, ban công và view nhìn đẹp ra sông Sài Gòn. Rồi em nhớ cho thầy, em đọc cho thầy một mẫu câu về cảm tiền coi. Cảm phiền á thầy. Ừ. À, cảm phiền anh giữ máy để tôi chuyển máy cho anh. Cảm phiền ông điền thêm thông tin vào phiếu nhận phòng. Rồi được rồi. Cảm ơn em. Dạ. Mời Phạm Lê Thanh Tùng có đây không? Phạm dạ Lê có. Thanh Tùng. Ơi. Đâu xuất hiện coi. Dạ em đây. Phạm Lê Thanh Tùng, rồi từ nãy giờ nghe bài giảng của thầy em nhớ được cái gì em đọc lại? Dạ, em nhớ là kiến thức về sản phẩm, sự chủ động, khả năng đọc vị khách hàng, kỹ năng giao tiếp thì gồm có 3 cái đó chính là xin lỗi, cảm phiền và vui lòng. Rồi. Thuyết phục khách hàng, kỹ năng thuyết phục khách hàng và kỹ năng hiểu tâm lý khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý thời gian, chiếm được niềm tin, tìm ra những tương đồng, cấu trúc vấn đề tốt, đưa ra và cái nuôi dưỡng cái tôi, kích thích vào uy tín cá nhân, đồng thời đó là tạo cảm giác khan hiếm cho người nghe. Rồi tạo cảm giác khan hiếm cho người nghe là sao, em nói tóm tắt cho mọi người. Dạ, cảm giác khan hiếm cho người nghe giống như là mình nói về cái sản phẩm ở bên mình nó sẽ có những cái lợi hơn là những cái sản phẩm ở bên khác. Ví dụ như hồi nãy có nói là về cái khách sạn Caravel với là khách sạn New World, thì nếu mà mình ở khách sạn Caravel thì mình không cần phải bắt taxi để ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình chỉ cần đi bộ một chút là sẽ có phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với lại là có mình ra thì cũng có những cái bar rồi những cái nhà hàng tiện lợi phù hợp với lại cái nhu cầu của khách. Hơn là ở bên khách sạn New World, thì bên khách sạn New World thường thì cái vị trí ở bên đó thì nó cũng không có nhiều những cái nhà hàng về những cái truyền thống đặc trưng của nhiều nước ấy, cho nên là nó cũng không có được phổ biến nhiều hơn là ở bên khách sạn Caravel. Rồi, cảm ơn anh Quang gọi lắm. Rồi, các em nhìn vào màn hình thầy xe nha. À, chúng ta sẽ các em ở nhà các em nên thực hành các kỹ năng cho thầy nha.
họ coi lại và học thành các kỹ năng. Và các em chuẩn bị xem trước bài số 4 ha. Ngày mốt chúng ta sẽ qua bài số 4. Bài 4 thì có cái 4 phần. Các em xem trước nha. Xem trước để các em hiểu đại khái, đọc qua trước hiểu đại khái để chúng ta qua bài giảng nó sẽ nhanh hơn nha. À, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy chúc cho các em một buổi chiều vui vẻ. Trong nhóm học của lớp này đã có ai đang bị cách ly không? Dạ có thầy. Ai đâu có xuất hiện cho thầy hỏi thăm tí coi ai tên gì? Thầy hỏi gì đó là bạn chưa thầy. Mở cam cho thầy xem coi. Ai đang bị cách ly đâu? Mất tiêu rồi. Em cách ly tại nhà thôi à thầy. Cách ly tại nhà là sao? Trong cái khu vực em có người bệnh đó hả? Dạ đúng rồi thầy, ở kế bên nhà luôn thầy. Em ở quận mấy? Dạ em ở Cần Giờ thầy. Rồi em ở Long An. Em có luôn hả? Dạ. Đâu? Thiếu dân hả? Thiếu dân đang bị gì đâu? Cũng cách ly tại nhà thầy, tại vì có người tiếp xúc với lại mấy cái bệnh nhân đó thầy, cho nên là cách ly tại nhà luôn. Khu vực ở gần nhà em đó hả? Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở Long An. Cô ở Long An bây giờ bị luôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bị lâu lắm. Nó phong tỏa nguyên coi như là cái dãy nhà em từng ở chỗ có người bị bệnh F0 F1. Dạ F0, phong tỏa nguyên cái làng của em luôn. Ồ, như vậy thì vấn đề mua bán mua thực phẩm thì sao em? Dạ thì có người dẫn mình đi thầy, kiểu mình muốn đi mua thì mình chỗ em thì ra sẽ có ba cái chốt, thì chỗ đó người ta sẽ dẫn cho mình đi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ờ, đi ra khỏi khu vực đó mua hả hay sao? Hay là dẫn trong khu vực đó? Dạ trong khu vực thầy, trong chỗ của em thì có Bách Hóa Xanh đó, cho nên là vẫn mua được bình thường. Tức là Bách Hóa Xanh trong đó vẫn mở cửa bán rồi, tụi em đến đó tụi em mua thôi. Dạ đúng rồi. Rồi. Với còn lại một bạn ở Cần Giờ nãy là ở đâu? Ở Cần Giờ là gần em có F1 hả? Dạ F0 thầy. Ờ, F0 là nguy hiểm lắm. Chỉ dạ. F0 là bị đưa đi cách ly tập trung rồi đúng không? Dạ đúng thầy. Còn F1 thì cách ly tại nhà ở khu vực đó. Dạ. Rồi Cần Giờ là cho em ra mua đồ làm sao? Dạ thì trước đó thì cũng biết á, gia đình em cũng có mua dự trữ xong rồi. Mà thí dụ mà cần cái gì thì gọi người ở ngoài khu vực đó mua giùm á thầy. Tại cũng có bà con ở ngoài đó. Rồi ơi. Vậy là chỗ em là phong tỏa bao nhiêu ngôi nhà? Dạ có 8 nhà thầy. 8 nhà, tức là nhà em ở hẻm hay là ở cái làng? Dạ trong hẻm thầy. Ồ, nguyên cái hẻm đó là bị phong tỏa hết đó hả? Dạ. Rồi tụi em cảm giác làm sao? Thiếu nhân với là em thấy làm sao? Buồn hết rồi. Thôi thầy. Ờ, cố gắng lên em ha. Mà kiểu ở Sài Gòn này, ở Sài Gòn là thầy ở chỗ thầy là không có bị phong tỏa, thầy chỗ khu được thầy không có người bị bệnh, nhưng mà Sài Gòn đang giãn cách xã hội chỉ thị 16, do đó cũng giống như bị phong tỏa luôn mà đâu có đi đâu được đâu. Dạ, yeah. Nhưng mà được cái ở dưới quê mình có vườn nên mình có thể ra vào cũng được, nên đỡ hơn ở Sài Gòn. Ờ, tụi em về quê hồi nào vậy? Em về lúc tháng 5 đó thầy. Ờ. À. Có gì chỗ em có ai về sau bị cách ly không? Tức là về trễ sau này có bị không? Có ai không? Dạ có mấy người đó thầy. Có nhưng mà họ về là họ cách ly ở đâu em? Dạ người, lúc đó họ ở gần chỗ em thì có lúc mà cái người cái anh mà 22 tuổi chứ thầy thì người ta cách ly trong đó luôn. Tức là cách ly trên đó là ở đâu? Ở bệnh viện của huyện đó thầy. À, tức là ở Sài Gòn về đó hả? Dạ. Ở Sài Gòn về là bị cách ly vô bệnh viện luôn hả? Dạ, đúng rồi. Mà ảnh có bị F1, có bị bệnh gì không? Dạ không, tại người ta sợ người ta cho vô cách ly luôn. Rồi người ta khoảng 21 ngày xong cái người ta cho về. Bây giờ được về chưa? Dạ rồi. Tức là cách ly ở bệnh viện 21 ngày hả em? Dạ, đúng rồi. Xong rồi cho về. Dạ.
Rồi cái về đây, về ở chỗ em cái hết rồi, xong cái có cái cô đó ở trên công ty bông chen về á, xong cái bị cô đó bị F0 á, cái bị nữa, vừa mới hết hôm kia, xong cái cho chợ bán lại á, cái mấy tiểu thương đi lấy cá đồ ở trên chợ Bình Điền á, xong về bị nữa, mới bị hôm qua. Dạ, vậy đâu có cho chợ bán gì đâu phải không? Dạ đúng rồi. Ờ, thôi cố gắng lên cho em ơi, không biết làm sao đây. Ờ, thầy chúc mọi người đều vượt qua khó khăn nha. Dạ. Ờ, thôi bây giờ thầy chào tạm biệt các em nha. Người mốt gặp lại. Rồi chào các em. Dạ, chào. Dạ, rồi, cảm ơn thầy. Các bạn ở lại thì nhìn lại tí xíu nha. Dạ. Đây này, hỏi tí xíu, nhận được cái thông báo về về việc thi online rồi đúng không? Dạ. Dạ rồi thầy. Ừ, thì bây giờ sẽ thi online, những môn nào học online thì thi online. Còn những môn nào mà chưa thi lần một mà lúc các bạn học tập trung á, với lại những môn mà bị thi lại á, thì mình chờ khi nào hết dịch mình vào mình tập trung lại mình thi lại. Dạ thầy. Dạ. Ủa thầy, mấy cái môn như giám sát nhà hàng đó là mình... Dạ, mấy môn thi online thì cố gắng nha. Do không có tài liệu đâu, chỉ có clip rồi thôi, cho nên cố gắng coi lại rồi ấy, rồi tới ngày thi các bạn sẽ thi. Hình thức thi thì nhà trường thì khoa đang chờ hình thức thi, thì khi nào có hình thức thi thì sẽ thông báo trực tiếp cho các bạn. Nó có thể là các bạn sẽ thi trắc nghiệm hoàn toàn, cũng có thể là các bạn sẽ thi trắc nghiệm với lại vấn đáp. Cái khó nhất là các bạn sẽ thi vấn đáp, xin lưu ý nha. Thì vấn đáp là sao? Có nghĩa là cũng các bạn cũng sẽ vào trong Zoom, rồi sau đó các bạn sẽ vấn đáp một đối một. Dạ. Sao dạ, sao theo... bạn nào ý kiến gì đó? Mình có buổi họp để mình học về cái quy chế thi không thầy? Tại vì thi online nhiều khi cũng lủi bị cái này cái kia đó thầy. Bạn em không nghe được Nhân ơi. Dạ kiểu giống như mình có buổi họp cho các sinh viên về cái quy chế thi online không thầy? Tại vì mấy trường có khác em. Bạn em nó thi á, kiểu bị mạng vấn đề này đề kia, xong cái nó bị đình chỉ á thầy. À, có, sẽ có một buổi lần đầu khoa sẽ họp với tất cả các bạn và hướng dẫn các bạn về cái hình thức thi. Ví dụ như mà ví dụ như khoa chọn bao nhiêu hình thức thì khoa sẽ họp với các bạn và hướng dẫn các bạn bao nhiêu hình thức đó. Dạ. Còn cái ngày thi thì các bạn yên tâm, các bạn sẽ vào Zoom như thế này. Và thầy sẽ công bố ngày giờ thi cho các bạn, hết giờ thì thầy cũng sẽ thông báo cho các bạn, sau đó thầy mới đóng. Được chưa? Dạ. Dạ. Cũng sẽ vào Zoom như thế này mà thi, chứ không phải là thi bình thường. Nhưng mà có tài liệu này, có mấy cái câu hỏi vấn đáp trước để tụi em soạn đúng không thầy? No, tài liệu thì tùy theo giảng viên với các bạn thôi, nhưng mà các thầy cô mà dạy online các bạn đã được truyền thông hết rồi, và các thầy cô này sẽ khi cho đời á cũng sẽ cho đời trong những nội dung mà có dạy các bạn ở trên cái phần online này. Yeah. Cho nên các bạn yên tâm về cái việc mà cho đời ở ngoài gì đó vân vân, không có đâu. Yeah. Các bạn cũng sẽ không thi theo ngân hàng đề thi luôn, cho nên các bạn cũng được đỡ cái này. Các bạn sẽ chỉ thi theo những nội dung nào mà giảng viên dạy các bạn mà thôi. Yeah. Có nghĩa là giảng viên sẽ ra đề riêng cho các bạn để các bạn thi. Dạ thầy. Rồi cho nên là trong quá trình học thì ghi chép lại cho nó kỹ giùm thầy. Bạn nào mà ghi chép không kịp thì coi cái clip lại, rồi sau đó ghi chép lại. Để cái ngày mà thi á, các bạn còn có đường, các bạn còn có thể dạch, các bạn kiếm. Còn các bạn cứ mà coi clip không ghi chép gì hết, là tới ngày thi không biết đường đâu mà coi đâu mà dạch đâu. Thời gian các bạn thi tối đa thì cũng chỉ có 45 phút mà thôi. Vậy là lưu ý cho thầy nha. Mình thi mình được xem tài liệu đúng không thầy? Thì các bạn thi ở nhà mà, cho nên đợi tất cả giảng viên soạn sẽ là dạng đề mở hết. Dạ. Yeah. Thi ở nhà mà đâu có cấm các bạn được. Cho nên là cố gắng ghi chép lại để mà coi. Để mà note là những cái nào quan trọng á, thì tới ngày thi xong thì mở ra coi liền. Và nếu mà có thể sẽ chọn thêm một cái hình thức này nữa, nó sẽ khó cho các bạn đây. Đó là cái hình thức cũng là các bạn sẽ thi trắc nghiệm, nhưng mà sẽ thi trắc nghiệm trên Zoom. Có nghĩa là thầy sẽ tạo từng phòng nhỏ trong đó trên đây, rồi sau đó thầy sẽ đưa từng bạn vào trong từng cái phòng đó. À, câu hỏi sẽ được chiếu lên, và mỗi câu hỏi như vậy các bạn sẽ có 30 giây để các bạn trả lời. Được chưa? Cho nên là nó sẽ có thể có hình thức đó nữa. Vì vậy thầy nói trước cho để cho các bạn lưu ý, để các bạn
viết bài chép bài cho nó kỹ mà thôi. Thế là còn khi nào mà có chính thức là quyết định là thi hình thức nào rồi, từng môn nào rồi, môn đó thi theo hình thức gì, thì nhất định sẽ có một cái buổi họp với các bạn. Rồi thầy điểm danh lại nha. N41 thì nhiều. Có bạn nào mà nghỉ luôn á, tại vì cái danh sách thầy nhận do dịch đó, cho nên là mấy thầy cô cũng không có lên trường, cho nên không có loại ra được danh sách các bạn mà đã bị đình chỉ. Cho nên là danh sách thầy là danh sách tổng. Vì vậy thầy điểm danh bạn nào mà nghỉ luôn rồi, lớp trưởng báo giùm thầy nha, để thầy note ở trên đây. Thầy loại tên luôn để mấy buổi sau không. Thầy nhiều 41 nghỉ luôn rồi mà thầy. Rồi 20. Hả? Bạn thầy nhiều lớp 41 nghỉ luôn rồi, nghỉ từ đầu năm rồi. Rồi thì cho nên thầy đọc nè, tên bạn nào mà nghỉ luôn rồi báo giùm thầy canh một tiếng để thầy loại tên ra luôn. Được chưa? Rồi Nhật Hưng. Nhật Hưng nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn rồi phải không? Rồi ok. À, Thu Loan. Đầu năm nghỉ luôn rồi thầy, nghỉ luôn từ đầu rồi. Năm. Minh Lý. Minh Lý nghỉ luôn thầy ơi. Rồi ok. À, Trà My. Trà My vắng nha. Phương Nga. Nghỉ luôn thầy, Trà My với lại Phương Nga nghỉ luôn rồi. Rồi Thanh Nghĩa. Cẩm Nhung. Nghỉ luôn. Quỳnh Như. À, lớp nghỉ luôn nhiều lắm mà, nhiều quá hả? Dạ nhiều lắm thầy, còn lại quay mấy nóng. À, Hữu Phát. Hữu Phát nghỉ luôn, không biết mặt từ đầu năm luôn. Rồi ok, tất cả những bạn còn lại thì thầy không đọc tên là các bạn có mặt. Rồi nè, 41 xong nha. Rồi, bạn nào điểm danh xong rồi các bạn có thể thoát ra ngoài cũng được nha. Rồi 26 N40. Minh Trí. Minh Trí nghỉ luôn thầy ơi. Lễ Huyền. Tú Khanh. Nghỉ luôn thầy ơi. Lễ Huyền có không? Nghỉ luôn. Rồi Tú Khanh. Nghỉ luôn. Trung Khánh. Nghỉ luôn thầy ơi. Rồi Quốc Khánh. Rồi Quang Minh. Có thầy ơi. Quang Minh có hả? Dạ dạ. Rồi alo thầy ơi. Ánh Tuyết. Nghỉ luôn thầy ơi. Ánh Tuyết còn. Ánh Tuyết nghỉ luôn. Rồi ok. Rồi N40 ok xong. Sao bạn nào mới gọi thầy? Con nãy thầy kêu Quỳnh Như cái xong tự nhiên mạng nó lắc quá thì không nghe gì đó. Ai tên gì tên gì? Quỳnh Như, không có nghỉ luôn nha thầy. Lớp nào? Dạ N41. Ủa sao nãy đứa nào nó nghỉ luôn? Trời ơi nãy cái Nguyễn Quỳnh Như. Dạ dạ con đó thầy. Nguyễn Quỳnh Như rồi ok. Dạ rồi. Rồi N39. Thị Ánh. Nghỉ luôn thầy. Rồi Ngọc Vàng. Nghỉ luôn. Rồi Thành Duy. Nghỉ luôn. Bảo Huy. Nghỉ luôn. Anh Khoa. Khoa vắng nha. Dạ thầy ơi. Ơi. Bạn Quốc Khánh N40 là có thầy miết bằng thư bạn mới nhắn em á. Quốc Khánh hả? Dạ. Ngụy Lê Quốc Khánh hả? Dạ đúng rồi. Ngụy Lê Quốc Khánh hay đổi Trung Khánh? Dạ Ngụy Lê Quốc Khánh. Nó đâu rồi? Nó không vô đây hả? Nó mới bị ao á thầy.
Mỹ Linh là 39. Nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Ủa anh Phao vắng hả Nhân? Dạ. Hồi nãy nó vô tránh ao ra rồi thầy. Nhà nó cúp điện thầy ơi. Hả? Nãy nhà nó cúp điện thầy. Cho vắng luôn đi thầy ơi, chứ đi học có học gì đâu, hay đi điểm dành chỉ mất công quá thầy. Bảo Thi. Nghỉ luôn. Nè học online thì các bạn cố gắng tí xíu nha. Không là rớt khó tranh nào môn nha. Thì Trang. Nghỉ luôn. Bảo Trân. Nghỉ luôn. Diễm Trinh. Nghỉ luôn. Trọng Chí. Nghỉ luôn thầy. Khánh Vân. Hoàng Vĩ. Nghỉ luôn thầy. Khánh Vân vắng đúng không? Dạ, dạ không em đó thầy ơi. Khánh Vân đó thầy. Rồi Khánh Vân ok. Rồi 39 xong. 38 thầy ơi. Ơi. 39 còn Thanh Tùng bạn chuyển qua nên là chưa có danh sách đó thầy. Thanh Tùng hả? Dạ. Phạm Lê Thanh Tùng đúng không? Đúng rồi thầy. Rồi có rồi, có danh rồi. Dạ luôn thầy ơi. Em... Rồi N38 Minh Chiêu. Dạ hiểu luôn. Rồi Quốc Hào. Có thầy, có thầy. Quốc dạ luôn thầy, thầy ơi. Hả? À, anh Khoa N39 thầy. Hồi nãy rồi ok. Trúc Hảo. Dạ nghỉ luôn. Thị Huyền. Nghỉ luôn. Quỳnh Hương. Duy Khang. Nghỉ luôn. Quỳnh Hương vắng. Duy Khang. Đăng Khoa. Dạ nghỉ luôn. Thành Lanh. Nghỉ luôn. Thì Linh. Dạ nghỉ luôn. Tuyết Nhi. Dạ nghỉ luôn. Rồi N38 xong. N37 Quốc Bảo. Dạ nghỉ luôn. Thảo Duy. Đức Huynh. Thảo Ngân. Dạ nghỉ luôn. Thảo Ngân nghỉ luôn. Quốc Bảo nghỉ luôn. Gia Ngọc. Dạ nghỉ luôn. Thị Nhi. Dạ nghỉ luôn rồi. Nhi nghỉ luôn. Thảo Ngân. Dạ nghỉ luôn. Ủa Thị Nhị hả? Không phải Thị Nhi hả? Dạ đúng rồi Thị Nhị. Kim Oanh. Dạ nghỉ luôn. Rồi Thu Phương. Phú Quý. Dạ nghỉ luôn. Cẩm Thúy. Hoài Thương. Dạ nghỉ luôn. Văn Toàn. Đó. Thầy ơi. Ơi. Dạ em lớp N38 á thầy. Em học lại môn này nên chưa có tên trong danh sách thầy. Đợi đây tí xíu. Dạ. Ngọc Tuyền. Dạ. Có. Tường Vi. Ngọc Tuyền dạ, nha, chứ phải Mộng Tuyền nha. Ngọc Tuyền có đó thầy, em nè rồi. Thầy. Rồi, Tường Vi. Dạ nghỉ luôn. Rồi, N38 xong. Rồi, bạn nào học lại đâu? Bạn nào học lại? Dạ em thầy ơi, tên Phan Nhật Huy á thầy. Ủa cái đơn này gì con học lại, học chung lớp nào vậy? 37 hả? Em học 38 thầy. 38 hả? Là đầu năm giờ... thầy đang cầm danh sách mới rồi thầy. Ừ danh sách mới. Em vô lớp này học từ hồi đầu năm rồi thầy. Tên gì? Dạ Phan Nhật Huy. Phan Nhật Huy có rồi. Dạ dạ em cảm ơn. Bạn nào thấy không đọc tên có nghĩa là có tên rồi đó. Dạ em cảm ơn thầy. Ừ. Rồi ok xong rồi các bạn.